bác, các anh chị, các bạn và các em. Ngày hôm nay em muốn chia sẻ cái vấn đề ở tiểu bang của em. Thì giống như là em thấy chợ Mỹ ở ngay tại khu em ở thì vẫn bình thường, gạo, nước, giấy và cái nước rửa tay khô còn nhiều lắm các bạn, vẫn bình thường không có gì cả. Nhưng mà ngày hôm nay thì ngay tại tiểu bang này họ đã thông báo cho mọi gia đình biết. Cho nên là ngày hôm nay em đã đi vô trong xem. Thì thật sự ngày hôm nay ngay tại nơi em ở, người ta đi chợ rất đông các bạn. Mỗi người chỉ được mua có 2 kê nước mà thôi. Còn chắc có thể là em đi trễ quá cho nên cái gian hàng gạo em không có thấy. Thấy trống trơn à. Nhưng mà cái người ta mua nhiều nhất ngay tại đây là tiểu bang Georgia nha các bạn. Giấy vệ sinh, giấy lau tay và cái giấy ướt lau bàn. Còn nước thì họ mua theo cái limit mỗi người được có 2 case mà thôi. Bạn có thể mua những cái loại khác nhau thì được. Nhưng mà mình thấy thật sự ra là người ta cũng không mua nhiều. Người ta cũng chỉ mua những cái đồ ăn mà người ta có thể ăn bình thường. Mình có trò chuyện với vài người lúc mà đứng xếp hàng chung thì họ nói rằng là ta chỉ mua những cái ta cần để ăn thôi. Chứ họ là không có mua tích trữ như là người Việt Nam của mình. Mặc dầu đã được thông báo các bạn. Và tất cả các trường đại học ngày hôm nay đều đóng cửa. Bắt đầu từ ngày hôm nay là đóng cửa. Nhưng mà những cái trường học của những bé nhỏ thì vẫn đi học bình thường, không có thay đổi gì cả. Thì tình hình ở đây như thế nào thì em sẽ cập nhật mỗi ngày một chút xíu những gì em biết thôi. Tại vì cũng chỉ quanh quẩn ở nhà thôi cho nên cũng không có đi đâu. Cho nên là cũng không có biết được nhiều. Em biết được gì em sẽ chia sẻ với tất cả các cô bác, các anh chị, các bạn. Thì hiện tại bây giờ trong ngày hôm nay là ở đây người ta đã báo rồi đó. Còn ngày hôm qua thì vẫn chưa có gì đâu ạ. Đó, hôm nay thì chợ xem xếp hàng cái line nào line đó nó dài, thật là dài luôn các bạn. Nhưng mà họ cũng không có mua những cái thứ giống như là người Việt mình thường dùng, chẳng hạn gạo, nước hay này đó. Ở Mỹ họ không mua như vậy, họ mua đồ ăn thôi. Cũng có người mua nước và có người cũng không có mua. Nhà em thì cứ một tuần là phải mua 4 két nước, 2 két để ngoài tiệm và 2 két nước thì để ở nhà. Cho nên là cứ mỗi một tuần là cứ phải đi mua 4 két như vậy đó. Thì ngày hôm nay cũng là đúng ngày cho nên đi mua. Thì mới biết được là ngày hôm nay người ta đi mua rất đông lắm. Nhưng mà mua đồ bình thường. Đó là những gì em biết. Em chia sẻ với tất cả các cô bác, các anh chị, các bạn và các em để mọi người cũng biết được là ngay tại tiểu bang của em là ngày hôm nay sự việc xảy ra là như vậy. Và bây giờ còn một vấn đề này nữa. Có thể ở Mỹ cũng đã rất nhiều người biết, nhưng có người cũng sẽ không biết. Hoặc là có người nghe nói nhưng mà cũng không dám làm. Ở Mỹ, chúng ta cứ mạnh dạn lên. Bạn không biết nói tiếng Mỹ nhiều thì bạn có thể diễn tả, họ cũng hiểu được nhiều lắm. Là tại vì người Việt Nam mình bây giờ đông quá rồi. Ở đây ai cũng biết hết. Mà người Việt Nam mình thì thật sự đi tới đâu cũng dễ gây thiện chí và gây cảm tình với những người khác lắm. Cái đó là điều mình nhìn thấy được đó các bạn. Không biết những tiểu bang khác như thế nào, nhưng mà ngay tại tiểu bang của mình nè, những người Mỹ người ta nói kỳ thị đúng không? Nhưng mà ở đây mình không có thấy họ kỳ thị các bạn. Họ rất là quý khi mà họ biết mình là người châu Á hay là như thế nào. Họ vui vẻ, họ chào hỏi mình, rất là thích các bạn. Cách đây 5 năm, có một cô bạn, cô ra tiệm, cô là khách hàng rồi, cứ ra hoài thành ra cũng là một người bạn. Cô ra tiệm thì cô mới nói với mình rằng là cái mắt kiến của chị không biết tại sao mà cái con ốc nó bị văng đâu mất rồi. Cái chị mới đưa cho mình coi đây là cái mắt kính và đây là cái gọng. Em có làm được cho chị hay không? Thì mình mới nói nếu mà cái con ốc nó mất rồi thì em không cách nào em làm được cho chị cả. Thôi thì chị mang vô trong xem đi. Là mình đã nghe được có người nói, cho nên là mình chỉ cho cô ấy. Thì cô ấy có trả lời với mình là không có làm đâu, chị mang vô rồi, mất con óc rồi, họ không có làm, chị trả tiền họ, họ cũng không có làm. Cái mình nghe mình mới nói ủa vậy hả, hay là chị mang qua Walmart thử coi chỗ nào nó có làm được cho chị, làm trả tiền mà. Thì cô nói để đi qua Walmart thử coi như thế nào. Nhưng mà chị nói thì chị nói, nhưng mà chị không đi. Rồi 2 ngày sau chị ra mình, chị nói rảnh không, mình hỏi chi vậy chị, đi mua mắt kính với chị. Cái mình mới nói cái mắt kính nó đẹp quá, mà mắt kính hiệu nữa các bạn, thì tại sao không chịu đi ra cho người ta thay con ốc vô thôi, đâu có tốn nhiều tiền. Chị nói là không có ai làm cho mình đâu mà, bây giờ muốn hả là phải gửi lại ngược lại trên cái company này. Nói chung là chị nói theo cái suy nghĩ của chị thôi, chứ chị không nghe lời ai nói hết cả. Thì mình nghe chị nói như vậy, thôi mình cũng thôi. Mà 5 năm trôi qua rồi nghe các bạn, thì mình nghe chị nói thôi, chứ thật sự ra là mình cũng chưa bao giờ bị cái vụ mắc kiến như vậy, mình không có biết. Đó, thì sau đó một thời gian sau mình có hỏi con mình, thí dụ mắc kiến bị như vậy sao con, thì con mình nói là mang ra xem đó, họ sẽ sửa cho mình, rồi mình trả tiền cho họ. Đó là mình nghe được từ con mình nói, thì mình biết như vậy thôi các bạn. Ngày hôm nay và đây, chị này ở Mỹ lâu hơn mình luôn đó các bạn, nhưng mà chị chỉ làm và chị chỉ nói theo cái suy nghĩ của chị thôi, ai nói chị cũng gạt ngang qua hết á. Nhiều khi người ta gọi như vậy là cứng đầu đó, đúng không? Thì thôi mình nói chuyện với chị chừng một chút thôi là mình cũng biết cái tánh chị như vậy rồi, cho nên thôi kệ đi. Chị nói thì em cứ vậy thôi, tại vì em có chỉ chị thì chị cũng không đi làm đâu. Đó, thì cái gì chị cũng cho là chị biết, cái gì của chị cũng cho là chị đúng. Cuối cùng thì chị đâu có mang ra đâu, mà chị nói là ngoài xem họ không sửa cho chị. Rồi, thôi câu chuyện nó coi như qua rồi. Thì ngày hôm nay, đây là cái mắt kính của mình các bạn. Mắt kính này thì mình cũng có đeo nhiều lần rồi đó, nhưng mà tại vì không có thích đeo mắt kính lão cho lắm. Và đây các bạn, đây là cái mắt kính của mình. Cái này là hiệu Prada. Mắt kính này thì mình mua cũng vài năm rồi. Đây, đây là cái mắt kính của mình. Tự nhiên 2 ngày trước thì không biết làm sao cái con ốc của nó ngay đây nè các bạn, nó cũng rớt ở đâu mất á. Tại vì mắt kính thì mình để trong nhiều lắm, cái nào mà có hộp như vậy thì mình để trong hộp, còn không thôi cũng ít bây giờ mở ra. Thì mình cũng không biết nó bị hồi nào rồi, mình bỏ vô 2 ngày rồi, mình cần, cho nên mình lấy ra thì mình thấy nó đâu mất tiêu cái con ốc này rồi. Đó, cái mình hỏi con mình là con ơi cái này cần gửi lên trên hãng để nó sửa lại cho mình hay như thế nào. Thì con mình nói không, mẹ mang ra xem thử coi. Các bạn biết không, ngày hôm nay mình đi ra xem và mình nói với họ là mày có thể sửa giùm cho tao, thay giùm cho tao cái con ốc này hay không. Các bạn biết không, họ rất là vui vẻ, họ cầm cái mắt kính vào trong, họ làm xong ra họ đưa cho mình. Và mình hỏi rằng là, mà làm liền luôn nha các bạn, không có chờ đợi vậy đó. Vừa đưa là họ có rất là nhiều người làm ở trong đó, là họ lấy họ làm, mình thấy luôn. Rồi xong, mình hỏi họ bao nhiêu tiền để mình trả, họ không có lấy tiền mình nha các bạn. Bởi vậy, những cái chuyện rất nhỏ nhặt ở Mỹ, đôi khi mình không làm, mình không biết. Hoặc là có thể là mình sợ nữa các bạn. Nhiều người ngại, và có nhiều người còn nói như vậy, ở bên Mỹ không có gì là miễn phí cả. Đúng, thật sự là không có gì là miễn phí. Nhưng tùy trường hợp. Giống như mình nè, kể cho các bạn nghe nha. Ngày hôm nay là ngày thứ 3, 3 ngày liên tiếp mình đều được cái tiệm cà phê Starbucks họ tặng cà phê cho mình, không lấy tiền. Vì mình bận công việc cho nên là mình order to go rồi mình đi. Họ chỉ cần nghe giọng nói của mình là họ biết là mình rồi. Chắc có thể tiếng Mỹ dở quá đó, cái họ bị ám ảnh luôn á. Đó, thì khi mình ra mình trả tiền thì họ nói là I got you, tức là họ sẽ tặng cho mình. Đó là một ngày. Ngày thứ hai, ngày đầu tiên thì được một cái cô manager, ngày thứ hai lại được một cái cậu manager, và ngày hôm nay nữa thì lại được một cái cậu nữa cũng là manager của cái chỗ đó. Chỗ đó có tới 7 người manager luôn các bạn. Đó, thì 3 ngày liên tiếp họ đều tặng cho mình hết các bạn. Bởi vậy đừng có dùng cái câu là ở Mỹ không có cái gì là miễn phí, không đúng, có. Không biết các bạn có được hay không nhưng mà mình được nhiều lắm các bạn, mình rất là nhiều. Thôi thì một chút xíu chia sẻ về ngày hôm nay. Ngay tại tiểu bang này là chính thức ngày hôm nay họ đã báo động cho mình biết là bệnh dịch. Ngày hôm qua vẫn chưa nha các bạn, ngày hôm qua thì tình hình vẫn chung chung thôi. Nhưng mà ngày hôm nay là trường đại học đóng cửa. Họ đã thông báo là đóng cửa rồi đó. Thành ra là chuyện gì xảy ra nữa thì không biết. Chỉ biết cầu nguyện, cầu xin và mong rằng hết tất cả chúng ta trên toàn thế giới được vui vẻ, bình an. Đừng có suy nghĩ nhiều các bạn. Vì mình suy nghĩ nhiều, mình cũng không làm gì được đâu. Cho nên chúng ta hãy giữ gìn bản thân của chúng ta. Cứ để mọi việc bình thường, cẩn thận, rửa tay, sạch sẽ. Lúc nào cũng nhớ là dù mình làm một việc gì, dù là việc trong nhà, thí dụ như đi restroom xong, thì nhà mình mà, nhớ cũng phải rửa tay hoặc là rửa bằng cái khô đó các bạn. Giờ mình cũng không biết gọi đó là gì. Thấy nhiều người kêu là cái chai nước khô để rửa tay thì thôi mình cũng gọi là nước khô rửa tay. Đó, thì mình cứ cẩn thận cho bản thân của mình. Từ cái ăn uống cho đến đi ngoài đường, những chỗ đông người thì chúng ta nên cẩn thận với nhau. Đó là một điều mình muốn chia sẻ. Và mong rằng tất cả chúng ta cũng không nên lo lắng quá nhiều như vậy, sẽ bị ảnh hưởng đến mình. Tại vì người Việt mình thì có một cái là rất là lo lắng, mà lo lắng thì nó dễ sinh bệnh lắm các bạn. Cho nên là không cần phải lo lắng nhiều. Mọi việc đều phó thác cho ơn trên các bạn nhé. Video mình xin tạm dừng ở đây và thân chúc tất cả các cô bác, các anh chị, các bạn và các em một ngày mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Bye bye!